Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối. Trung Quốc trình làng đứa trẻ AI đầu tiên trên thế giới. Bé gái AI ảo mang tên Tông Tông hay Little Girl do Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Tổng hợp Bắc Kinh phát triển, vừa được giới thiệu lần đầu tiên tại Bắc Kinh như là bước tiến lớn hướng tới việc đạt được một nhân tố trí tuệ nhân tạo tổng hợp, General Artificial Intelligence AGI, khi một cỗ máy có thể suy nghĩ và lý luận như con người. Mục đích là tạo ra một thực thể có khả năng tự chủ về nhận thức, ra quyết định, học hỏi, thực thi và hợp tác xã hội, đồng thời hướng đến sự tương đồng về cảm xúc, đạo đức của con người. Trong buổi giới thiệu, Tông Tông được coi là đứa trẻ AI đầu tiên trên thế giới, thể hiện hành vi và khả năng tương tự một đứa trẻ 3 hoặc 4 tuổi. Nó biết dọn dẹp xung quanh, tự động sửa khung hình bị chênh và lấy ghế để với tới những vị trí cao hơn. Đặc biệt, khi thấy ly nước bị đổ, Tông Tông đã nhanh chóng tìm khăn và lau dọn, cho thấy khả năng hiểu và phản ứng với các ý định của con người. Ngoài ra, Tông Tông còn có cảm xúc và trí tuệ riêng, nhờ đó có thể tự học. Đây là một bước tiến đáng kể trong công nghệ AGI. Ông Zhu Songjun, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Tổng hợp Bắc Kinh cho biết, để đạt mục tiêu AGI, cần thay đổi mô hình con vẹt với cấu trúc dữ liệu lớn, nhiệm vụ nhỏ, và chuyển đổi thành mô hình con quạ với cấu trúc dữ liệu nhỏ, nhiệm vụ lớn. Ông giải thích, học vẹt chỉ là sự bắt chước đơn giản thông qua quá trình huấn luyện lặp đi lặp lại, một loại trí tuệ cấp thấp. Ngược lại, mô hình con quạ đồng nghĩa với hành vi lý luận độc lập và trí tuệ tiên tiến được thúc đẩy bởi giá trị, nguyên nhân và kết quả. Đây là thành tựu lớn, đánh dấu một bước quan trọng trong nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo tổng hợp.